Ngươi có biết tấm da người trong phòng ngươi từ đâu mà có không? Ngươi biết có người hãm hại ngươi không? Không ai hãm hại ta cả. Tấm da người đó chính là do ta tự lấy. Nguyệt Nhi, cuối cùng con đã trở về. Mẫu thân nhớ con lắm. Con cũng rất nhớ mọi người. Nguyệt Nhi, tôi tưởng bạn đã quên ta rồi. Ta nhớ cô lắm. Yên tâm, sẽ không bỏ rơi người đâu. Muội có nhớ huynh không? Không nhớ. Đúng rồi, tỷ chuẩn bị thành hôn chưa? Bầu không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Diệp Tĩnh Nguyệt cũng nhận ra điều này. Chuyện gì vậy? Diệp Thanh Thanh đã bỏ trốn khỏi hôn lễ. Hôn sự giữa phủ chúng ta và nhị hoàng tử đã đổ lên đầu tỷ. Trong thời cổ đại có một quy định không thành văn, chuyện hôn ước. Nếu trong nhà có con gái gặp sự cố, có thể thay thế bằng một cô con gái khác. Đẻ muội, muội không được. Muội không được, tỷ không sao. Nhị hoàng tử đã không còn khả năng làm người. Lúc đó tỷ sẽ mạnh mẽ kiểm soát nhị hoàng tử. Tỷ vẫn có thể làm những gì mình muốn, lấy chồng cũng không có gì to tát, nhưng tuyệt đối không thể để muội muội lấy chồng. Hừ, tỷ nghĩ gì vậy? Tất nhiên muội sẽ không lấy chồng, tỷ cũng sẽ không lấy chồng. Muội muốn nói rằng, vì muội đã trở về, ai nên lấy chồng thì lấy chồng, hãy để Diệp Thanh Thanh lấy chồng, bỏ trốn. Muội muốn xem Diệp Thanh Thanh có thể chạy đi đâu. Nếu có thể, Diệp Vân Giao dĩ nhiên cũng không muốn lấy chồng. Đại ca đã lật tung cả hoàng thành, cũng không tìm thấy Diệp Thanh Thanh. Nàng ta cố tình trốn tránh, chúng ta khó mà tìm được. Yên tâm đi, muội có thể tìm thấy. Người khác không tìm thấy, nhưng ta thì có thể. Ta có hệ thống mà. Hơn nữa là hệ thống số 1. Hệ thống trên người Diệp Thanh Thanh là hệ thống đen. Hệ thống đen không chịu nổi kiểm tra. Có thể tìm thấy không? Tất nhiên rồi, đúng rồi. Giới thiệu với mọi người, đây là đệ tử của muội, tên là Mộc Tầm. Tỷ tỷ, gần đây tỷ tìm một cửa hàng trong hoàng thành. Muội định mở một y quán cho cô ấy trông coi. Lúc đó Tiểu Ngư sẽ phụ giúp, rồi tuyển thêm vài nữ học trò. Được rồi. Linh Lang và Tô Uyển đâu? Vừa hỏi câu này, bầu không khí lập tức trở nên kỳ lạ. Diệp Tĩnh Nguyệt biết chắc chắn đã xảy ra chuyện. Người hãy rời đi trước, chúng ta cần nói chuyện với muội muội người chút. Diệp Minh Triệt biết rằng mình lại bị ghét bỏ, hơn nữa hắn biết chuyện sắp tới rất quan trọng, nên không muốn gây rối. Được thôi, Mộc Tầm cũng theo Diệp Minh Triệt rời đi. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Cố Dung và Diệp Vân Diêu nhìn nhau. Từ khi Nguyệt Nhi trở về, sao ta không nghe được tiếng lòng của Nguyệt Nhi nữa? Cũng không biết là tại sao. Diệp Tĩnh Nguyệt cũng nhận ra biểu cảm của hai người. Ta đã tắt kỹ năng nghe tiếng lòng rồi. Bây giờ các ngươi không thể nghe thấy nữa. Diệp Tĩnh Nguyệt nói xong câu này, lặng lẽ đỏ mặt. Con phải cảm ơn tiếng lòng của con, nếu không gia đình ta đã tan nát rồi. Ha ha, người một nhà không nói hai lời. Bây giờ vẫn nên nói về Linh Lang và Tô Uyển đi. Họ đã xảy ra chuyện gì? Linh Lang vào ngục thăm Tô Uyển rồi. Tô Uyển sao lại vào ngục rồi? Một thời gian trước, hoàng thành xuất hiện một quái vật lột da, chuyên lột da các cô gái trẻ, khiến người dân hoang mang. Khoảng 5 ngày trước, quan phủ tìm thấy manh mối, cuối cùng dẫn đến hầu phủ. Trong phòng của Tô Uyển, tìm thấy một tấm da hoàn chỉnh của cô gái trẻ. Trước đó cô đã lộ trong tiếng lòng, Tô Uyển là giáo chủ ma giáo. Mọi người đều biết Tô Uyển đã khôi phục ký ức. Chuyện này mọi người nghĩ sao? Sau khi muội đi, chúng ta đều biết muội không sao, nên cũng không quá lo lắng. Dĩ nhiên là làm gì thì làm thôi. Tửu lâu đã khai trương rồi, rất đông khách. Tô Uyển và Linh Lang cũng thường đến giúp. Ta và Tô Uyển rất hợp ý. Giáo phái của cô ấy thực ra là để giúp đỡ những nữ tử kia. Sau đó cô ấy phát hiện ra, việc giết đàn ông không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Vấn đề gốc rễ là phụ nữ phải tự mình độc lập. Cô ấy nghĩ việc ta mở tửu lâu có ý nghĩa hơn. Chúng ta nói chuyện sâu hơn, nhiều hơn, tốt hơn. Cô ấy là người dành tâm huyết giúp đỡ phụ nữ. Ta không tin cô ấy sẽ làm hại nữ tử. Dù tấm da đẫm máu đó được tìm thấy trong phòng cô ấy, muội cũng nghĩ như tỷ. Người như Tô Uyển, người đứng lên vì phụ nữ, cung cấp nơi trú ẩn cho họ, chắc chắn không làm hại phụ nữ. Tất nhiên, trừ những kẻ đáng chết, nhưng cô ấy chắc chắn không dùng cách lột da tàn nhẫn để hại phụ nữ. Vì vậy, chuyện này chắc chắn có vấn đề. Khi bị bắt, cô ấy không biện giải sao? Khi ấy, quốc cứu đại nhân dẫn binh tới, ngài ấy một mực khẳng định hầu phủ và ma giáo cấu kết. Cô ấy vì muốn bảo vệ hầu phủ mà một mình gánh chịu tội danh. Quốc cứu đại nhân, một văn quan, lại dẫn binh đến hầu phủ chỉ vì muốn báo thù cho Cố Ứng Tuyết. Cố Ứng Tuyết bị Tần Công Công dùng trọng kim bí mật mua chuộc. Ta rời đi chưa đầy một tháng mà hoàng thành đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Nhưng chuyện của Tô Uyển thật kỳ lạ. Thứ nhất, Tô Uyển không thể làm việc lột da người. Thứ hai, tấm da người đó sao lại ở trong phòng của Tô Uyển? Có thể vào đại lao xem không? Muội muốn hỏi rõ tình hình, có đại ca muội ở đó là có thể xem được. Vậy muội sẽ đi xem cô ấy trước, hỏi thăm rõ ràng tình hình. Mọi việc mọi người không cần lo lắng. Tỷ tỷ, tay của tỷ là để đếm bạc, không cần phải thêu y phục. Được, muội ở đây thật tốt. Nguyệt Nhi, ta cũng muốn đi. Ngươi không cần đi, ngươi ở nhà bảo vệ mẫu thân và tỷ tỷ, ta sẽ sớm trở về gặp ngươi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Bên này Diệp Tĩnh Nguyệt trực tiếp đến đại lao. Nguyệt tỷ tỷ, Tô Uyển tỷ tỷ ấy không sao, ta đã trở về. Tô Uyển thế nào rồi? Tô Uyển tỷ tỷ trong đại lao không sao, nhưng 3 ngày sau tỷ ấy sẽ bị hành quyết. Nguyệt tỷ tỷ, không phải Tô Uyển tỷ tỷ làm. Ta biết Tô Uyển tỷ tỷ không làm chuyện này. Ngươi yên tâm, Tô Uyển sẽ không bị hành quyết. Ngươi ở ngoài chờ ta, ta vào xem tỷ ấy. Được, Diệp Tĩnh Nguyệt đến cửa đại lao, gặp đúng lúc Diệp Minh Tiêu muội muội. Muội đã trở về, đại ca, muội đã trở về. Ta muốn xem Tô Uyển, được không? Được. Chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ.
muội trở về cùng giúp tìm hiểu. Chúng ta vẫn còn thời gian. Diệp Tĩnh Nguyệt và Diệp Linh Tiêu cùng vào đại lao. Tô Uyển ngồi trong lao, thần thái tự nhiên, không giống như đang bị giam cầm, mà giống như đang nghỉ dưỡng. Ngươi xem, trông như người vô sự, hoàn toàn không giống người sắp bị xử tử. Căng thẳng gì chứ, chết thì chết, người sống có ý nghĩa, có gì đáng sợ? Có thể sống, tại sao không sống? Ngươi và tỷ tỷ ta còn phải phát triển sự nghiệp, chết như vậy có phải rất đáng tiếc không? Diệp Tĩnh Nguyệt rõ ràng thấy Tô Uyển chần chừ một chút. Ta đến giúp ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi biết tấm da người trong phòng ngươi từ đâu mà có không? Ngươi biết có người hãm hại ngươi không? Không ai hãm hại ta, tấm da người đó chính là ta gói lại. Hoàng tử, xin ngài nghe ta giảo biện. Ồ không, nghe ta giải thích. Vậy, gần đây hoàng thành xuất hiện quái vật lột da, thật sự là ngươi, không phải ta. Vậy tấm da người trong viện của ngươi là thế nào? Tô Uyển cười rạng rỡ khác thường, lại có chút kinh dị. Diệp Tĩnh Nguyệt trong đầu này ra một suy đoán đáng sợ. Ta cũng nghe nói gần đây truyền thuyết về quái vật lột da trong hoàng thành, thật thú vị, nên ta cũng thử lột một tấm da người. Ngươi đừng nói, người bị lột da khi tắm rất đau đớn, dù hắn nằm trên giường không thể động đậy, miệng chảy nước dãi không ngừng, ta cũng cảm nhận được sự đau khổ của hắn. Một cái tên hiện lên trong đầu cô. Diệp Bá Kiểm. Tấm da người đó đã trở thành chứng cứ. Vì chứng cứ rõ ràng, thêm vào việc Tô Uyển nhận tội, tấm da người đó bị quốc cữu thiêu hủy ngay tại chỗ. Theo phong cách của ngươi, ngươi làm việc không để lại dấu vết, quốc cữu làm sao biết trong phòng ngươi có tấm da người? Khi ta lột da, ta đã bắt con nuôi hắn đến, để hắn tận mắt chứng kiến Diệp Bá Kiểm bị ta lột da. Hắn là người biết chuyện, ngươi đã bắt hắn, còn để hắn thấy hiện trường giết người của ngươi. Sao ngươi không giết hắn? Ta vốn định giết hắn, nhưng lại có một người bí ẩn cứu hắn đi. Diệp Tĩnh Nguyệt không thể hiểu nổi hành động của Tô Uyển. Đây là hoàng thành, người chứng kiến đã chạy, ngươi phải hủy tấm da người chứ, còn giấu tấm da người trong phòng đợi bị bắt. Cách suy nghĩ này thật là tuyệt vời. Đây không phải giang hồ, không phải muốn làm gì thì làm. Ta biết ngươi võ công cao cường, ta sẽ tìm ra hung thủ lột da thật sự, sau đó ngươi sẽ vượt ngục bỏ trốn. Chỉ cần có thể bảo vệ hầu phủ và giao giao, ta sẽ ra ngoài. Không ngờ chỉ trong một tháng ngắn ngủi, giáo chủ ma giáo này lại có tình cảm tốt với tỷ tỷ ta như vậy. Tô Uyển dù là giáo chủ ma giáo, phong cách làm việc rất quyết liệt, nhưng điều này chỉ đối với nam nhân. Ma công của cô đã luyện thành, có một lần phượng hoàng niết bàn, ý là chết rồi vẫn có cơ hội tái sinh. Diệp Minh Tiêu cùng Diệp Tĩnh Nguyệt ra khỏi thiên lao. Dù cô ấy không phải hung thủ lột da, giờ cô ta bị bắt, 3 ngày sau hành quyết đã là sự thật không thể thay đổi. Hơn nữa quái vật lột da thật sự chắc chắn sẽ không ra tay lúc này, dù sao đã có một kẻ thế tội, ai dám mạo hiểm làm việc này? Đại ca, bản chất của việc này thật ra không khác, Tô Uyển bị oan, quan phủ đã xác định cô ấy là quái vật lột da, cô ấy chính là quái vật lột da. Lúc này chỉ cần xuất hiện một quái vật lột da sẽ chứng minh Tô Uyển vô tội. Về việc quái vật lột da này là thật hay giả có gì quan trọng đâu, quan trọng là trước khi Tô Uyển bị chém đầu xuất hiện một quái vật lột da chứng minh Tô Uyển không phải quái vật lột da là được. Như vậy Tô Uyển bị oan không chắc chắn, dù có xuất hiện, làm sao chứng minh Tô Uyển không phải là quái vật lột da thật sự? Làm sao chứng minh cô ta không phải đồng lõa? Quốc cữu cũng sẽ can thiệp vào việc này. Hắn không để Tô Uyển được thả ra an toàn đâu. Việc này thực ra là quốc cữu nhằm vào gia đình chúng ta. Tô Uyển nhận hết tội, bảo vệ gia đình chúng ta. Hắn hận không thể giết Tô Uyển để xả giận. Làm sao có thể cho Tô Uyển cơ hội trốn thoát? Từ khi Tô Uyển vào đại lao, đây đã là một cục diện chết. Việc này quá đơn giản, chỉ cần quốc cữu không can thiệp. Đại ca, ngươi là đại tướng quân, chắc chắn nói gì cũng được. Huynh phát hiện Tô Uyển bị oan, thì cô ấy chính là bị oan. Về phần quốc cữu, muội tự nhiên có cách khiến cô ấy không thể can thiệp. Nói trắng ra quốc cữu vốn không sạch sẽ, muốn tìm lỗi của hắn rất dễ. Hơn nữa rất trùng hợp, ngày mai là một cơ hội. Ngày mai là ngày công bố trạng nguyên, cũng là ngày chết của quốc cữu và Diệp Thiên Kỳ. Đại ca, việc này huynh cứ mắt nhắm mắt mở đi. Xin huynh đó, ta đi tìm biểu ca. Linh Lung, đi thôi, chúng ta đến phủ quốc công. Đi phủ trấn quốc công. Ngọc Nhi, ngươi không sao? Thật tốt quá, con không sao, cũng nhờ biểu ca cứu con. Chúng con bị thương nhẹ, trên đường bị trì hoãn, biểu ca ngươi chăm sóc con là đúng. Không thì hắn làm thái tử vô ích rồi. Hắn vừa về, báo tin về rồi vào cung, giờ vẫn chưa về, con muốn tìm hắn thì phải đợi. Con không sao, con đợi biểu ca. Thẩm Đình dịu dàng nhìn Diệp Tĩnh Nguyệt, ánh mắt rõ ràng là của mẹ chồng tương lai, nhìn con dâu tương lai yêu quý. Ngọc Nhi, con thấy biểu ca con thế nào? À, biểu ca à, biểu ca rất tốt, giờ biểu ca là thái tử rồi, càng tốt hơn nữa. Đúng rồi thím, biểu ca có định lập thái tử phi không? Có ai được chọn chưa? Bên cạnh con có nhiều tiểu thư đáng tin, giới thiệu cho biểu ca. Thân phận của biểu ca con đâu phải chuyện đùa, hơn nữa việc hôn nhân của hắn không do ta quyết định, tự có bệ hạ và hoàng hậu quyết định. Nhưng mà con Nguyệt Nhi xinh đẹp dịu dàng, thông minh lanh lợi, đáng yêu khả ái, việc hôn nhân của con chắc là mẫu thân con đau đầu, không biết sau này ai có phúc lấy được con. Nguyệt Nhi, con có người trong lòng chưa? Hôm nay chủ đề này không tránh khỏi việc mai mối rồi, ta phải làm thím bỏ ý định này thôi. Có, con có người trong lòng. Ai? Cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử à?
con thích gì ở cửu hoàng tử? Hắn đẹp trai, con ngày nào cũng ở bên biểu ca, quen với vẻ đẹp của biểu ca rồi. Cửu hoàng tử về nhan sắc không thể thắng biểu ca con đâu. Cửu hoàng tử thật sự không thắng nổi biểu ca, cũng vì biểu ca quá đẹp trai, ta mới đầu trong lòng điên cuồng như vậy, không có giới hạn, cũng vì biểu ca quá đẹp trai mà ra. Thật là biểu ca thật sự đẹp trai, nhưng biểu ca rất có tính công kích, nên con thích cửu hoàng tử nho nhã. Hơn nữa, cửu mẫu biết con lớn lên ở quê, thích tự do tự tại, cửu hoàng tử xa rời trung tâm quyền lực, là người con ngưỡng mộ. Thẩm Đình hiểu, dù sao Nguyệt không quen đấu đá triều đình. Nguyệt Nhi à, Thẩm Đình định nói gì? Ngẩng đầu lên, thấy hai người đứng ở cửa. Cửu hoàng tử, kinh thần, lại đây. Không phải, hai người này đứng sau từ khi nào? Hai người không tiếng động thì thôi, biểu ca sao không có chút phản ứng? Rốt cuộc đến từ khi nào? Nghe từ đâu? Cả hai biểu cảm đều rất khó đoán. Đặc biệt là cửu hoàng tử, ánh mắt nhìn hắn mờ ám và bay bổng. Rõ ràng, ít nhất khi nàng nói ngưỡng mộ hắn, hắn nghe thấy. Không phải, cửu hoàng tử, nghe ta giảo biện. À không, nghe ta giải bày.